23 cái tên trong bản danh sách đề cử cho đội hình tiêu biểu năm 2023 của FIFA đang là chủ đề chiếm sóng truyền thông. Không những vậy, việc gia hạn của hai trong số những cầu thủ có chuyên môn cao nhất Premier League là Salah và Kevin De Bruyne cũng sẽ là tâm điểm của bản tin ngày hôm nay. Không để các bạn đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Chủ mới ưu tiên giữ ghế Ten Hag. Các kết quả tệ hại của Manchester United khiến cho câu chuyện về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Erik Ten Hag nhận bàn luận khá nhiều. Theo đó, không ít cổ động viên Quỷ Đỏ mong muốn giới chủ mới sớm đá ông thầy người Hà Lan ra đường để mời về những lựa chọn tiềm năng hơn. Thế nhưng các cập nhật mới nhất cho biết, ưu tiên của tập đoàn Ineos là giữ ghế cho Erik Ten Hag ít nhất đến cuối mùa giải. Tất nhiên, nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát thì giới chủ mới có thể phải hành động sớm hơn. Ở chiều ngược lại thì những ứng viên được đồn đoán với Quỷ Đỏ đã có thể đi tìm những cơ hội khác trong thời gian tới. Kevin De Bruyne dùng chiêu độc để đàm phán với Man City. Là một trong những ngôi sao có trình độ cao nhất Premier League và Kevin De Bruyne đã thảo luận với Man City về bản hợp đồng mới bằng một cách rất đặc biệt. Theo đó, ngôi sao người Bỉ không cần người đại diện trong hoạt động trên mà đã sử dụng một số phần mềm phân tích bóng đá để cung cấp số liệu thống kê của riêng mình. Sau đó, nhạc trưởng của The Citizen sẽ trình bày lại các đề nghị với đội bóng chủ quản và lắng nghe lời hồi đáp từ bộ phận chuyển nhượng của ông lớn nước Anh. Điều đáng nói là mọi thứ vẫn đang hoạt động khá hiệu quả và có thể mô hình này sẽ được nhân rộng trong tương lai. FIFA Pro công bố 23 đề cử đội hình tiêu biểu năm 2023. Thế giới bóng đá đang dậy sóng bởi danh sách 23 ứng viên cho đội hình tiêu biểu năm 2023 mà Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới FIFA Pro vừa công bố. Theo đó, những cái tên nổi bật nhất làng túc cầu lần lượt đã xuất hiện và hứa hẹn tạo ra cạnh tranh rất quyết liệt. Tất nhiên, tâm điểm của sự chú ý chính là sự góp mặt của hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trên hàng công của bản đề cử. Mohamed Salah nghiêng về khả năng gia hạn với Liverpool. Mohamed Salah đang có phong độ rất cao và là trụ cột giúp Liverpool dẫn đầu Premier League. Việc này làm các bên thoải mái hơn trên bàn đàm phán và các tín hiệu tích cực đã đến với người hâm mộ Lữ đoàn Đỏ. Theo đó, Salah đang nghiêng về việc gia hạn hợp đồng với Liverpool thay vì tìm đến một môi trường mới trong tương lai gần. Do đó, bây giờ là thời điểm The Kop cân nhắc các phương án của mình. Nguyên nhân là do viễn cảnh bán Salah cho một đối tác Tây Á với mức giá khủng rồi tái đầu tư vào thị trường chuyển nhượng cũng không hề là một ý tưởng tồi. Real Madrid dẫn đầu La Liga. Real Madrid đã khởi đầu năm 2024 tương đối suôn sẻ bằng trận thắng tối thiểu trước Mallorca. Theo đó, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha cầm bóng 68% và tung ra được 17 cú sút về phía khung thành đội bạn trong 90 phút. Thế nhưng, kênh trắng chỉ có thể mở được tỷ số do công của một hậu vệ, đó là Rudiger. Ở chiều đối diện thì Mallorca không thể ghi bàn vào lưới của Real Madrid nên đành phải chấp nhận một trận thua tối thiểu. Cập nhật trên đồng nghĩa với việc kênh trắng đã duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng La Liga. Arsenal từ chối bán Eddie Nketiah. Dù đôi khi có những giây phút tỏa sáng bất chợt, nhưng nhìn chung tiền đạo Eddie Nketiah chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của các fan Arsenal. Thậm chí cầu thủ người Anh còn có tới hơn một năm không ghi bàn trên sân khách và đây là chi tiết khiến các fan pháo thủ ngán ngẩm. Do đó, khi có thông tin Crystal Palace quan tâm đến Eddie Nketiah được xác thực, thì rất nhiều cổ động viên đã mong Arsenal sớm gật đầu và tái đầu tư số tiền thu được vào một bom tấn. Thế nhưng, các cập nhật mới nhất cho biết, đại diện thành London vẫn coi Nketiah là một phần trong kế hoạch của họ. Do vậy, những lời đề nghị sẽ không được chấp nhận trừ khi pháo thủ tìm được một tiền đạo khác vào tháng 1, nhưng điều đó hiện không được đảm bảo. Manchester United tính gây sốc với hàng giạt của Chelsea. Sự khan hiếm bàn thắng đến cùng cực ở Manchester United có thể dẫn Quỷ Đỏ đến các sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Theo The Athletic, ông lớn nước Anh đã liên hệ với RB Leipzig để hỏi về mức giá chiêu mộ Timo Werner ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Tuy vậy, phương án trên đã khiến các fan của họ tranh cãi dữ dội. Nguyên nhân là do cầu thủ người Đức thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khi chơi cho Chelsea và hiện tại cũng đang thi đấu khá nhạt nhòa ở Bundesliga. Vì vậy, không có gì đảm bảo Manchester United sẽ cải thiện được hiệu suất làm bàn ở giai đoạn 2 của mùa giải nếu họ xuống tiền để chiêu mộ Timo Werner. Paris Saint-Germain có thể xây sân mới. Paris Saint-Germain hiện không còn là ứng cử viên mua sân vận động công viên các hoàng tử và đây là cập nhật có thể khiến lịch sử của ông lớn nước Pháp thay đổi.
Theo đó, nhà vô địch Ligue 1 đã quyết định không nộp hồ sơ để đấu thầu mua lại thánh địa của mình khi mà hạn cuối để làm điều đó là hôm qua. Cập nhật trên nhiều khả năng đồng nghĩa với việc Paris Saint-Germain sẽ xây sân mới để đảm bảo kế hoạch gia tăng nguồn thu trong tương lai với lượng cổ động viên có mặt trong mỗi cuộc đấu nhiều hơn hiện tại đáng kể. Andre Onana đồng ý thi đấu 2 trận trong vòng 24 giờ. Manchester United quả là câu lạc bộ của những điều kỳ lạ khi cuộc đàm phán mới đây giữa Quỷ Đỏ và đội tuyển Cameroon đã tạo nên một viễn cảnh khó tin đối với thủ môn Andre Onana. Theo đó, cầu thủ 27 tuổi vừa gật đầu với phương án chơi 2 trận chỉ trong vòng 24 tiếng, dù cho đây là lựa chọn rất phản khoa học. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 1, Onana sẽ bắt chính trong trận đấu giữa Man United và Tottenham trước khi quay về để tập trung cho một cuộc đấu của tuyển Cameroon tại CAN Cup. Tất nhiên, ý tưởng trên dù tận dụng tối đa thời gian của Onana vẫn gây nên sự phản đối không hề nhỏ. Nguyên nhân là do thủ môn là một vị trí đặc thù và chưa chắc cầu thủ châu Phi đã giữ được sự tập trung nếu phải ra sân liên tục. Liverpool theo dõi ngôi sao Nhật Bản. Có lẽ ấn tượng với những gì mà bản thân Endo đang thể hiện sau khi cập bến Anfield vào mùa hè nên Liverpool đang để mắt đến thêm một cầu thủ người Nhật Bản nữa. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, Lữ đoàn đỏ đã quan tâm đến ngôi sao Ko Itakura từ lâu. Việc này dẫn đến bối cảnh các bên sớm có những cuộc trao đổi và The Cop có thể sở hữu nhiều hơn một ngôi sao đến từ đất nước mặt trời mọc trong đội hình. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bảo vệ Jude Bellingham. Jude Bellingham đã chơi rất hay kể từ khi cập bến Real Madrid và điều này khiến cho các fan của kền kền trắng có đòi hỏi cao ở cầu thủ người Anh. Do vậy, khi ngôi sao 20 tuổi im tiếng ở cuộc đấu với Mallorca thì một vài ý kiến khó tính đã tỏ ra không hài lòng với cựu sao Dortmund. Điều này khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải lên tiếng để bảo vệ trò cưng qua phát biểu. Không có gì ngạc nhiên khi Jude Bellingham không ghi bàn. Mọi người cần nhớ rằng cậu ấy là một tiền vệ và ghi bàn chỉ là một phần thưởng bổ sung. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Quả thực là một clip nhiều cảm xúc và người hâm mộ đang ngóng chờ những tin tức hấp dẫn tiếp theo liên quan đến các câu lạc bộ tên tuổi. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những thông tin nóng hổi nhất của làng Túc Cầu. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.